vua bốn bánh đang thay lớp cho anh Long nha mọi người. Hiện tại bây giờ là 1 giờ mấy rồi, khuya rồi, 1-2 giờ rồi, mà với một cái cơ sở như thế này á, thì bởi cái bánh xe mà kêu cửa dẫn thay dẫn giá dùm cái bánh xe là chỉ có người hiền và người tốt thôi. Bây giờ này mọi người đều ngủ, kêu không ai dậy đâu. Thôi thì chắc cuộc sống mình ăn người ở lành thì mình mới gặp người lành. Đã đi qua phà cũng vậy, tại vì 40 phút chờ phà nhưng mà cái người kia đi qua phà, cái người kia kêu đi xuống này, chứ không mấy là, nhưng mà cái ông bảo vệ thì kêu mình là phải chờ, nhưng mà ông kia là phải đi xuống đi, để tôi nói là đi xuống, là coi như là đúng là mình cứ sống tốt thì mình sẽ gặp chuyện lành, mình giúp đỡ người khác sẽ giúp đỡ mình, cuộc sống nó là như vậy, tôi tin điều đó. Like. Chỉ là một cái cơ sở giàu có, nhà cao cửa rộng, không thể nào tả được, nhưng mà kia là mà dẫn kêu họ vậy là biết như thế nào. Gọi một cuộc điện thoại thôi là nói là còn làm là làm, chứ không có mà nói thêm tiếng hai nha mọi người. Có nhăn, có nhó, có khó chịu, có sai cơn ngủ cũng vậy đó anh. Hai vợ chồng đang ngủ ngon là mở cửa dậy là làm cho anh Long liền. Ở hiền gặp lầm, cuộc đời mình đó là như vậy đó. Luật của ngàn xưa cho tới ông bà để lại, cho tới trong kinh để lại, Phật dạy để lại, ngàn xưa cho tới ngàn nay, nó ăn hiền thì ở lành, gặp lầm thôi. Vua bốn bánh, ấp Bình Phú 2, Bình Hòa, Châu Thành, An Giang nha. Đến đây cỡ nào gọi cuộc điện thoại, mặc dù đóng cửa ngủ vẫn dậy làm cho mình, bạn đứng đây đó, gọi một cuộc điện thoại là đang ngủ là làm liền luôn nha, chứ không có mà nói tiếng thứ hai nha mọi người, rất là dễ thương nha. Chắc lính nó về ngủ hết ha anh, anh ở trong này đứng về chứ. Tính về ông chủ lại làm. Tính về ông chủ lại làm nha. Cái này là quốc lộ 91 mọi người. Đó, rất là dễ thương nha. Một cái cơ ngơi. Cái này chắc 40 mét vuông ngang á. Mặt tiền đường quốc lộ 91 nha. Vua bốn bánh. Vá vỏ 24/24 nha. Xương thoại là những xương thoại đẹp không nha. Xương thoại là xương thoại đẹp, dễ nhớ không nha anh Long. Đó, xương thoại đẹp con đó 3 số. Chỉ cái khác số đầu thôi. 929 939 949 đó. Cái này có đầu tư dữ lắm nè, có ra số nào giống cái đuôi là 311 112 là giá vỏ 24/24 là coi như họ để như vậy là coi như là đúng với những gì là uy tín, không có một cái gì mà gọi là khó chịu nhăn nhó câu có mặt mày này kia kia nọ, đúng là 24/24. Vua bơm bánh chấm cơm, vua bốn bánh. Ủa, vua bốn bánh hả? À, bốn bánh. Ủa sao không để chữ 4 rồi mà cũng gọi chữ bơm. Chấm cơm trang web. Trang web không có dấu. À vậy là vua bơm. Vua bốn. Vua bốn bánh. Vua bốn bánh. Đấy là bên ngành ô tô. Dính vậy. Đó bên đó đó tiếng Việt kìa. À, đó dễ đọc hơn. Tại vì em quên tiếng Việt cho nên không có nhớ tiếng Việt á, mọi người thông cảm giùm, bây giờ đọc tiếng Việt dở lắm. Ở Mỹ mới có mấy năm mà tiếng Mỹ cũng không biết, mà giờ tiếng Việt cũng quên luôn nữa, giờ không nhớ tiếng nào hết, nhớ tiếng nào nó bị đứt kiểu vậy. Gì quá.
bữa hổm tôi gặp người như vậy á, tôi hết hồn luôn vậy đó. Anh Kim Tiểu Long, anh Kim Tiểu Long, em chụp hình nín 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 nín, hỏi em ở đâu em về, dạ em ở bên Bình Long anh mới về, dạ em ở Đài Loan bao nhiêu năm, em đi 6 năm rồi, 6 năm mà muốn quên tiếng Việt luôn à, khổ ghê vậy đó. Mà tao nói được cứng như đớt thấy thường luôn vậy đó. Anh cứ chụp hình với em được không? Tôi nói ở được, tôi ở Mỹ mười mấy năm mà tôi không có quên tiếng Việt, mà sao chị mới ở có 6 năm chị quên tiếng Việt? Dạ em đi về em nói tiếng Việt á, nó dở đánh anh Kim Chữ Long ơi. Giờ tháo cái lớp ra rồi, giờ vô trong cũng phải khởi động mấy cái máy ở trong mới làm được nha. Giờ xả hơi ra rồi mới gỡ cái lớp ra, gỡ lớp ra xong rồi mới tìm cái chỗ mà nó bị lủng á, rồi mới vá ở trong. Anh tên gì anh? Anh Trung. Quá dễ thôi. Anh Trung đúng là. Mở cửa ra, thấy anh Long. Thấy anh Long là cười liền mà đâu có. Chưa từng thấy luôn. Đó, nguyên một cái kho này mọi người, kho mâm, kho lớp quá trời luôn nè, đủ loại tất cả các dòng xe nha, tất cả dòng xe luôn đó, tất cả dòng xe ô tô con, ô tô tải, đủ loại mâm, loại vỏ nha, xe gì cũng có. Cái này nó còn dữ tợn hơn là cái showroom của ô tô nữa. Đủ loại mâm, đủ loại vỏ luôn nè. Loại nào cũng có luôn anh. Cái người này yêu nghề dữ lắm nè. Tiếp tục có quên rồi sao? Trời ơi, quên rồi sao trời. Nhà cũng đẹp lắm nha mọi người, nhà cũng đẹp lắm nha, cái trong cũng sâu rộng lắm nha. Dưới mấy cái ghế thì sao không? Tại bình thường thấy nó nằm ở dưới hoặc là nó nằm ở trong cái cốp á. Thôi Hoàng kết thúc clip ở đây nha bà con. Chúc bà con một buổi tối vui vẻ, mình khỏe bình an nha. Cảm ơn anh Trung chủ cửa hàng chủ cửa hàng vua bốn bánh đã hỗ trợ anh Long vá vỏ nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.